Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành tối ưu thân website các bạn. Thân website thì là cái phần widget ở đây này. Rồi tương tự các bạn vào cái phần widget được chưa? Rồi các bạn xóa hết cái sân sidebar này đi. Xóa hết đi các bạn, cứ xóa hết đi. Phần tìm kiếm này cứ xóa hết đi. Thực ra các bạn không cần xóa đâu đúng không ạ? Cái phần bài viết rồi cái phần tìm kiếm cũng không cần xóa đâu, nhưng mình nhất sẽ hướng dẫn bạn. Nếu như các bạn xóa hết đi thì các bạn làm thế nào để có lại đúng không ạ? Rồi các bạn lấy những cái ở đây này, tìm kiếm này, kéo vào đây thôi. Thích cái nào kéo vào đó đúng không ạ? Kéo thả, rồi hoàn thành. Tìm kiếm rồi đến cái phần tiếp theo là bài viết mới đúng không ạ? Bài viết mới nhất. Bài viết mới đây. Kéo thả vào này. Rồi hoàn thành. Các bạn có thể đặt tên ở đây nhé. Đấy, cái tiêu đề này. Có thể viết là bài viết gần nhất chẳng hạn. Đấy. Rồi chuyên mục này. Rồi hoàn thành này. Rồi đây nó sẽ có cái phần tab đúng không ạ? Đây, tab widget đây. Đấy, chúng ta cứ kéo thẳng vào thôi. Rồi, ok. Ở đây nó có 4 tab. Ở đây thì chúng ta sử dụng 2 tab thôi đúng không ạ? Bài viết phổ biến và bài viết gần đây nhất. Rồi, ok, hoàn thành. Rồi chúng ta có thể thêm một cái banner đúng không ạ? Cái hình ảnh vào. Một cái banner vào đúng không ạ? Thêm ảnh nhé. Ví dụ như là Follow me. Rồi, thêm ảnh vào. Đây thì nhất làm nhanh thôi. Cái ảnh này các bạn có thể để cái ảnh của bạn hoặc ảnh cá nhân, hoặc là cái banner giống như ở đây này đúng không ạ? Đấy, giống như banner ở đây này, đây là một cái hình ảnh hoặc là một cái mã HTML đúng không ạ? Bài viết mới này, bài viết hay này, quan tâm các kiểu này đúng không? Rồi ok, rồi chúng ta sẽ quay trở lại này để chúng ta tải lại. Đó, các bạn thấy không? Thấy chưa? Đúng không ạ? Tiếp theo Nhất sẽ hướng dẫn bạn tạo một cái bài viết tạo nhanh thôi đúng không ạ? Tất cả bài viết tạo mới đúng không ạ? Hoặc là click vô viết bài mới. Cái phần trang thì cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Rồi test. Rồi Nhất sẽ copy lại một cái đoạn vào đấy, làm vào đây. Các bạn lưu ý là ở cái tab trực quan nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái ảnh đại diện. Đây, Nhật sẽ lưu cái này về để đỡ mất thời gian. Rồi quay trở lại này, các bạn thêm một cái ảnh đại diện vào, tải lên nhé. Tải cái hình lúc nãy chúng ta tải về đây. Rồi chúng ta tải lên này. Chờ một chút, rồi đặt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng. Nhớ chọn cái chuyên mục đúng không ạ? Ví dụ ở đây là blog. Rồi đăng. Đó, chúng ta sẽ tiến hành tải lại trang này. Đấy các bạn, thì nó xuất hiện cái bài viết của chúng ta ở đây. Làm thế nào để nó có cái slide này đúng không ạ? Slide như này. Slide này bài viết á, thì các bạn sẽ tiến hành làm như sau đúng không ạ? Các bạn cũng quay trở lại và các bạn chọn theme option nhé. Rồi các bạn chọn cái phần homepage này. Rồi các bạn bật cái phần home slider này lên. Đó, bật lên. Rồi lưu lại. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn cái phần danh mục đúng không ạ? Cái phần chuyên mục đó. Nó có bao nhiêu chuyên mục bài viết đây thì nó sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta lưu lại thôi. Đó. Còn phần này thì là chúng ta có thể lựa chọn bài viết mới nhất, nó sẽ hiển thị. Nó hiển thị ở trên cái trang chủ của chúng ta đấy, đúng không ạ? Ví dụ cái bài này. Đấy, được chưa? Nó sẽ hiển thị này. Ở đây có một bài thôi được chưa, thì nó sẽ chỉ nó không có lướt đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể thiết lập được cái số lượng. Đây chúng ta có thể thiết lập được cái số lượng này 3 hoặc là 4 slide tùy. Đấy, ở đây 1 2 3 đó, thì tùy chúng ta nhé. Thì các bạn có thể vọc vạch thêm ở trong phần theme option này. Rồi tiếp đến thì chúng ta cần cài một cái plugin nữa để chúng ta có thể tối ưu đúng không ạ? Tối ưu ví dụ ở đây là bài viết mới nhất này,
thì các bạn cài cái plugin nó là Local Translate nhé. Rồi quay trở lại thôi, cái video trước nhất đã hướng dẫn rồi các bạn. Thì bây giờ các bạn cũng thêm mới này, cài mới plugin này để chúng ta tối ưu tiếng Việt thôi, chứ không có gì cả đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành gõ vào cái từ khóa là Local nhé, Local Translate. Local, gõ Local thôi, nó sẽ đề xuất ở đây, Local Translate này. Rồi kích hoạt. Là như vậy là chúng ta đã tương đối xong một cái website rồi đấy, đúng không ạ? Bây giờ cái công việc của bạn là up content lên, nội dung lên, nhiều nội dung, nó có thêm hình ảnh, nó có video, có bài viết, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại, chúng ta tối ưu nhá. Vô nếu như đúng không ạ, nếu như chúng ta muốn tối ưu cái gì thì chúng ta click vào cái đó. Ở đây cái này nó thuộc về theme đúng không ạ, thuộc về giao diện thì chúng ta sẽ tối ưu cái phần này đó. Nếu bạn không biết thì các bạn có thể search bằng tiếng Anh nhé, lên Google dịch các bạn search best mà chấm shop. Rồi ở đây các bạn tiến hành click của New Language đúng không ạ, các bạn chọn ở đây thứ nhất là tiếng Việt. Rồi chọn custom bắt đầu. Rồi các bạn có thể dán vào đây này, dán cái ô đấy, ví dụ ở đây là bài viết mới nhất. Rồi tiến hành lưu lại mọi thêm nó, mọi cái theme đúng không ạ, nó đều tương tự như vậy. Và đâu các bạn muốn học chuyên sâu hơn thì các bạn cần phải học một cái khóa website đúng không. Rồi đấy, bài viết mới nhất này. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành tạo chân website đúng không ạ. Chân website là cái phần này đấy, 1 2 3.